Từ đó giờ hai chồng cái nào mà bạo lực đánh nhau cái nào đó rồi anh đánh chị cái nào không chị? Có luôn, hỏi thiệt nha chứ không giỡn nha. Ảnh đánh tôi là anh hồi nào sao ảnh đánh tôi sau khi tôi đánh ảnh. Mình cứ bị áp lực với cái người ngoài, họ cứ nói mình là tại sao chồng mình ốm, mình thì mập, chị ăn cái gì bác ăn cái đó mà ông không ăn nổi đúng không? Nhưng mà cái khẩu vị của hai vợ chồng là khác nhau, chỉ hợp nhau ở cái phần là ví dụ như cơm canh này nọ, những cái món mà chị thích, ví dụ như những cái món mà mang tính chất hơi ngọt ngọt nè, giống như mang tính sữa nè, béo nè, rồi mình ăn pizza, mình ăn những cái món thức ăn nhanh, chị với con chị rất là thích ăn cái đó, mà những cái lúc đó anh không thích ăn, mà anh đi với mình anh cứ gì người mà người ở dưới đồng mà họ không có quen ăn cái đó cứ bắt ăn, bà nhỏ ăn nhỏ ngồi nhỏ èo èo, cứ bắt đầu giận, bà Tiền mới hay giận lắm, bà giận cái bắt đầu cái chiến tranh lạnh, bắt đầu cái chồng nói gì cái bắt đầu ngắt nghéo, thì nói chung là tức quá thì đau vậy đó, ảnh làm vậy đó. Ê, đánh đau quá vậy. Chị ép ảnh ăn rồi, nhiều khi chị tức chị ngắt ảnh, cái ảnh tức nên ảnh đánh chị. Cái ngày đầu tiên mà tôi quen ảnh là tôi dắt ảnh vô một nhà hàng thức ăn nhanh, mà ảnh lúa tới mức độ mà ảnh không biết order luôn, ảnh ngồi nhìn nè bà nội. Ủa sao anh không đi? Ủa vậy hả? Kêu đồ ăn hả? Hỏi anh ăn cái gì? Thôi em ăn gì anh ăn cái đó đó. Cha nội này cha keo dễ sợ không biết quỷ nữa sao. Cái đi vô order xong cái bưng ra cái quỷ nhìn hoài luôn. Ổng nhìn hoài không ăn. Nói ủa sao không ăn đi? Không biết cái gì để ăn trước. Ủa gì ăn nào chứ, muốn ăn gì trước ăn. Mà order 3 phần rồi tôi ăn 2 phần, không ăn 1 phần. Thấy thương dễ sợ mình. Dù nhiều khi cái đó bây giờ là cái đáng thương, cái thương của chị á, yêu nhau là nhờ cái đó đó. Có những lúc nha Quang. Đúng rồi. Đúng là hương thơm này rồi. Ở đâu mà thơm vậy? Đúng rồi, đúng là mùi hôm từ đây rồi. Đúng là hương thơm này rồi. Hương gì hỏi kỹ coi. Hỏi kỹ cái nè, hít sâu vô. Cái này BBQ mà. Có dặn miếng cà phê nha. Có nhà mùi xu nha, không phải nhà đâu. Mùi hương đó đâu, mùi... Đúng rồi. Vô. Nghe đậm vị không? Không phải. Cái này là bánh tráng mix với cơm cháy nha. Có nghe miếng xì dầu đó nha. Mùi. Gì vậy? Bà Tiền Mập, bà Mai Ca. Nhớ lại hồi tối là hai người khách điện tôi là người khác, mà tại sao ngày hôm nay ra bà Tiền Mập bà Mai Ca vậy? Hả? Trời ơi, 12 giờ đêm hôm qua ai điện tôi? Bà nào? Hai đứa tôi. Không, em điện tới 12 giờ 10 lượt. Ủa là chị đó hả? Chị đúng chính ngọt. Chị than vãn cái cuộc tình hôn nhân của chị đúng không? Ủa mà sao chị hôm qua chị nói Tiền Mập đi, hai chị em mình tâm sự hôm qua luôn, khỏi hẹn hò đi chị mất công vậy? Trời mấy đứa ơi, mình là nghệ sĩ, không lẽ cái gì mình cũng phanh phui, mình cứ giải bài rồi người ta sẽ dòm ngó, người ta sẽ nói mình cái gì cũng... Bà ơi, bà làm nghệ sĩ là tôi với bà điện thoại nói chuyện là không ai biết đó. Ngày hôm nay hẹn chương trình là cả nước biết đó bà. Ngày hôm nay là nến nè, mùi thơm du dương nè, khung cảnh đẹp nè. Đây là cái nơi mà trút bầu tâm sự cho chị nha. Sẵn ngày hôm nay em đứng ở giữa, em sẽ chia sẻ với mấy chị nha. Em đứng đâu? Sẵn sàng ngày hôm nay móc hết ruột gan ra, chị em chúng ta cùng giải bài. Hứa với nhau nha, chia sẻ móc ruột móc gan ra chia sẻ. 2, 3, C. Người ta nói có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, đúng không? Mình tự làm rồi mình tự lắp, mình tự tặng mình luôn. Với lại tay làm hàm nhai, đúng không? Tay quay miệng trễ. Ở nhà chị có nữ công gia chánh không? Có tỳ gia nội trợ. Xem bằng tay đi coi. Tay hơi bự nha. Xem trời ơi, người bự lấy tay nhỏ trời. Bộ neo vậy chắc làm biến lắm em. Ủa sao vậy? Sao quy chụp bộ neo vậy làm biến vậy? Quá trời, đàn bà con gái bộ neo vậy làm sao? Chứ tại vì gia đình mở tiệm neo. À, mở tiệm neo là gia đình thương quá đúng không? Chồng thương quá làm gì nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách là làm nến thơm. Bây giờ anh có thể giới thiệu sơ sơ hôm nay muốn làm cái nến thơm thì mình phải cần những cái thứ gì nè? Dạ, trên bàn hiện tại là em đang chuẩn bị cho mình những mùi hương mà được ưa chuộng nhất. Để làm một mùi hương thì mình cứ làm theo cảm xúc của mình. Bây giờ tâm trạng mình hiện tại như thế nào? Đây, tâm trạng đang vui vẻ, tâm trạng đang cọc quạo, tâm trạng khi đang là gì ạ? Phấn khởi. Hai hứng khởi, một cọc quạo. Bây giờ em tư vấn cho anh được không ạ? Hứng khởi thì mình xài mùi nào, và khi mà cọc quạo thì mình xài mùi nào?
À, chung quy thì mùi nến thơm ngửi vào mình cũng sẽ thư giãn, cọc cũng sẽ hết cọc. À, cọc sẽ hết cọc. Hứng khởi thì sẽ hứng khởi. Đâu, em không tin cái mặt đang cọc nè. Sao cái mặt giả trân vậy? Bây giờ mình cứ ngửi mùi, ví dụ trong đây mình chọn được 2 hoặc 3 mùi mình thích như vậy nè. Cái mình chập lại với nhau. Và giống như là mình thử kết hợp nó, mình ngửi trước. Mình thấy ok, mình chốt lại rồi mình sẽ ghi chốt ra. Được. Ừ. Dạ. Sẽ ghi ra những mùi hương của mình trên tay, sau đó mình sẽ thử tỷ lệ từng một giọt sẽ vô cái ca này. À, sau khi mix mùi thì mình sẽ đợi cho sáp tan thôi. Thì sáp em đã đông sẵn ở đây, tan rồi em sẽ nói với mọi người là chuẩn bị đổ nến vào. Nó tan xong hết ở nhiệt độ nhất định là từ 80 đến 85 độ C thì mình sẽ cho tinh dầu vào rồi mình cho vào ly nến. Ủa vậy xong rồi hả? Dạ. Ồ vậy bên em dễ kiếm tiền không vậy? Không, chợ nguyên liệu đắt tiền. À, nguyên liệu đắt tiền chứ là cái cách làm đơn giản thôi. Em ơi, em để cho nói đi rồi làm thử đi rồi biết. Rồi em nha. Ơi, tới đây là anh học nghề, chắc chắn anh sẽ mở cái tiệm ngay nhà anh, vợ chồng anh like là bên em không làm lợi anh. Sợ em sợ điều đó không? Dạ không. Là bí quyết riêng đúng không? Dạ. Là anh nói giống nghề rồi, có giống nghề không vậy? Không. Ừ, cảm ơn Nhi rất là nhiều. Dạ. Nhi có người yêu chưa? Nhi có người yêu chưa? Dạ chưa. Alo Quỳnh hả? Rồi. Không, ý là Nhi đi ăn trưa đi cưng. Dạ, mọi người cứ vui vẻ chứ mọi người. Không, thằng ơi, con người yêu chưa? Ừ, dạ, không, có gì cứ kêu em ạ. Dạ. Tại vì Nhi là tên giống gái em. Gái em tên Bảo Nhi luôn, bé này Nhi thấy mặt y chang gái em. Biết muốn nói chuyện tâm sự xíu. Đứa tên Nhi, đứa tên Ngọc đúng không? Tên Nhi, tên Ngọc. Rồi bây giờ mình chờ đâu đầu mình làm ha. Nha, bây giờ tới đây thì mình làm quà cũng như mình chia sẻ với cuộc tình cũng cuộc hôn nhân của mình. Đúng. Nói chị tiền thì sao nè? Cái mùi này ngọt ngào giống như là cái cuộc tình trước đây nè. Trước đây hả? Trước đây hả? Ý là cái khoảng thời gian trước đây của cuộc tình này, cái cuộc hôn nhân này mọi người. Dạ, nó ngọt ngào như bamboo của cô. Anh làm nghề gì chị? À, làm nghề thợ điện. Thợ điện. Rồi nhiều khi cái lần đầu tiên mà cái lần mà điện trúng chị á, điện giật, là chị nhớ chị kể cái khúc đó giùm em được không? Chị và ảnh quen nhau rất là đặc biệt là bởi vì gây lộn nó mới quen em. À đó, giờ cái tính bao đồng là chị bên bạn chị còn ảnh bên bạn ảnh, hai người chửi nhau mắng giết nhau, chị được bạn qua nói xin lỗi rồi á. Thì thôi bỏ qua. Xong thời gian sau ổng là cái người tự gọi điện lại, tự làm quen với mình. Cái cuộc tình của chị nó buồn ở chỗ là mỗi người một nơi. Đúng, mỗi người một nơi. Nhớ đến ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chia giờ đây đường ai nấy về. Y chang cái này là hẹn thề nhau chia giờ à, giờ đây đường giường ai nấy nằm. Đó, đúng ơi, rồi đó. Cái gối này sẽ cho ai bây giờ để quên một tình, để quên một nỗi trong nhìn nỗi nữa khi tình chia hai lối. Đâu anh? Người một nơi. Ủa là sao? Là ly dị rồi hả? Là ly dị rồi hả? Không có, trời đó, ai trời ơi, gì mà xui cà na chị ba hoài vậy? Nói vậy đó, bởi ai cũng nghĩ là Tuyền với lại ông xã ly dị, nhưng mà thật sự là không có phải. Là cái cuộc tình này là nó cắt núi ngăn sông giống như là Ngu Lan với Chức Nữ vậy đó. Đó. Tại vì hai vợ chồng vì cái điều kiện kinh tế, vì muốn cho sau này á mình con mình tốt hơn đúng không? Đúng rồi, cuộc sống mình nó rộng rãi hơn. Bây giờ mình đâu biết cái nghề nghiệp của mình lúc nào mình làm được nào không, đúng không? Đúng. Có phải lo cho cái tương lai phía trước mình tích lũy mình để dành, thì mình phải hy sinh một chút xíu về cái hạnh phúc riêng tư của mình. Hiểu không? Ủa là anh đi xuất khẩu lao động hay sao? À không, em, ảnh vẫn ở quê nhà của ảnh là ở Đồng Tháp, chị ở Sài Gòn. Ủa vậy hả? Ủa mà cái nghề gì phải xuống Đồng Tháp mới làm được? Ủa điện ở đâu cũng có điện mà, quận 12 Gò Vấp, Cà Mau rồi cũng có điện mà, tại sao phải xuống Đồng Tháp mới sửa điện mới được? Tại vì người ta làm điện là cho điện motor, máy bơm. Hiểu không? Ủa ở đây không có máy bơm hả chị? Dạ đúng rồi, nhưng mà ở đây bơm nhà, bơm lầu, bơm nước thủy cục. Người ta có mối mang ở dưới, có những cái ao cá, những cái ao tôm, những cái ruộng lúa, những cái vườn trái cây. Hỏi số ngày gần nhau đi dễ tính. Số ngày gần nhau bao nhiêu ngày? Trên một năm hay trên tháng? Một năm. Số ngày gần nhau trên năm tháng lên được 2-3 lần, lần lên được 3-4 ngày có khi tuần. Nó vô chừng lắm em. Nó vô chừng hả? Đúng vậy? Rồi, nhưng mà thí dụ như một năm có 4 quý thì vợ chồng chị gặp nhau được khoảng quý rưỡi đó. Mình cứ ước gì đó một ngày, sau một ngày làm việc mà mình mệt mỏi á, mình có một cái người nằm cạnh mình để chia sẻ. Bản thân mình là phụ nữ thì đôi lúc mình cũng có những cái bực dọc trong người, có những lời nói mà quá quắt. Ảnh là cái người nhường nhịn mình thì cũng như là một cái người lớn hơn mình, một người già dặn hơn mình, rồi sau đó sẽ là cái người chỉnh sửa cho mình. Ừ, lúc đó em sai nhưng mà anh không muốn nói với em, bởi vì anh biết em đang nóng, mà cái tính em nóng mà anh nói thì là mất hay. Đó, thì là một cái người lớn mình. Còn có khi thì cũng như là một người bạn với mình, có thể ngồi chia sẻ cùng vui, hòa đồng với nhau. Ví dụ như có gặp nhau, có ở chung kế bên thì cũng ngồi ăn uống, ca hát,
chia sẻ với nhau như những người bạn, không có gì để giấu kín với nhau hết. Chỗ anh Tám hay quá anh Tám. Nhưng mà đôi lúc nha bé, vẫn thấy có một chút gì đó riêng tư. Thì cảm giác như là ghen tuông lòng lộn. Ghen không? Đối giờ có ghen không? Dù bây giờ chị đi quay nè, chị đi quay nhiều, gặp gỡ hot boy, hot girl đồ nhiều. Rồi cái nào anh ghen không? Anh ghen. Ghen hả? Mà ghen ai đồng nghiệp mình chưa? Ghen rồi. Ghen ai vậy? Bí mật được không? Thôi nói đi. Phiền. Có đâu phiền. Thôi chị em bình thường, ngoài bình thường. Dù em gặp chị em cũng hung quá trời, em gặp Mai Cam cũng hung bình thường. Thì đó, ảnh mà nói chung là ảnh. Ví dụ em hung chị, ông ghen em không? Ghen. Đâu ra nè. Ê, vậy là cắt cái khúc hung giùm em nha. Không, chứ không, ông không có cắt nha. Cho mọi người không nha. Chồng chị được có cái đầm tánh lắm, nhậu vô mấy cọc, chứ còn bình thường ảnh bình tĩnh lắm. Trời ơi, còn em nha, vợ em trong showbiz là diễn cặp với ai? Một là Nam Thư, hai là Khả Như, ba là Buka. Chỉ ba đứa đó được ôm hung hết thôi. Trời, ngày xưa em diễn với Khánh Vân một lần, đồ đi một chùm thời gian, đồ gia đình em lục đục. Thiệt luôn á. Có nghĩa là những danh sách nào mà được diễn chung. Nếu mà nói về cái chuyện mà đi làm rồi ở nhà, cái người ở nhà sẽ ghen đúng không? Ủa vậy là chồng bé bị vô cảm hả? Chồng bé bị vô cảm hả? Bé đi làm từ sớm mơi tới tối mịt mới về. Chồng em ở nhà không luôn, nhưng mà có bao giờ chồng bé ghen tuông gì đâu. Ê, mà thấy ông chồng của Mai Ca ông bị hiền á, đúng không? Không có bùng nổ luôn hả? Không bùng nổ, hay ông cứ buồn cũng hiền sao á? Phải người đàn ông cam chịu hay không? Không nha, mọi người đã bị gạt. Không nha, mọi người đã bị gạt. Chồng của bé khi mà đi ra đường á. Ở Mai Ca mình cũng lớn rồi, bớt xưng bé sợ quá. Nghe chữ bé tự nhiên ám ảnh cùng bé đời quá. Bé là xưng với tôi, bé xưng với à, tôi. Bé, bé này út mập. Là quen chồng bao nhiêu lâu? Bao năm mới cưới? Bé quen với tỷ là được 2 năm, quen 2 năm rồi mới tên cưới. Tên kỳ cục mới đàn ông tên tỷ. Đàn ông tên tỷ là thấy ứa gan rồi. Thì đó. Ủa sao vậy mọi người? Tên tỷ đi, tỷ thì tôi còn ăn được. Còn tỷ là giống như bà chị. Chị đó, bà chị đó. Ủa không mọi người, tỷ là tiền tỷ mọi người à. Là cái lúc mà đẻ ảnh ra gia đình ảnh kiếm tiền tỷ không? Là tỷ luôn. Còn ngày xưa mà nghèo nghèo mà để kiếm tiền cắt, đẻ ra nhỏ tên cắt, tên kỳ cắt. Ôi tên kỳ quá ha. Ê cái tên đó vô làm phim mệt lắm nha. Cắt. Còn đang diễn, em đang diễn phim cắt rồi. Mệt lắm nha. Chồng bé không có ghen. Còn không hả? Mà có thương nhau thật không vậy? Đây nè, em mà nói cho nghe, chồng của em với em mà quen nhau không ai tin được. Mối tình Zalo. Tìm bên đây, tìm bạn bên đây. Trời ơi. Rồi cái thời mà còn quét được á hả? Ai hi anh, ai hi em trước? Đây. Cũng mê trai quá trời. Đó, mê trai nổi tiếng trường sân khấu. Nổi tiếng luôn hả? Lúc đó em lên Zalo, cái quét buồn quá, mới thất tình. Nằm buồn quá chết rồi, giờ chia tay thằng bồ cũ rồi mình phải quen cái thằng nào nó phải hơn thằng bồ cũ chứ đúng không? Đang quét. Ý, trời, thằng nào giống ba mình quá vậy? Trời, mặt cái gì kỳ vậy? Cái mặt y như ông Kim Tử Long trời. Chè lát đưa tới phút này tôi cho tấm hình nha. Ẹt vô y chang mặt ba em luôn. Xanh, quất, trời sao giống quá vậy ta? Ẹt vô kết bạn liền. Xong nói chuyện, xong coi profile đồ đó, xong cái hẹn nhau đi chơi. Ôi, dễ sợ. Nhắn tin qua lại. Ở đây là thật sự mà nói luôn nha, chưa bao giờ mà chồng em làm em buồn. Vậy luôn hả? Cưới nhau, quen nhau 2 năm, cưới nhau 3 năm rồi. Mà tôi nghe một cái luồng thông tin bí mật là ở nhà là Mai Ca là đè đầu cửa cổ chồng đúng không? Nhưng nhiều khi bạn hiếp chồng lắm đúng không? Chết mọi người, ác quá. Không? Không, chỉ có lâu tức cãi lên rồi quấn vài cái thì có. Quấn vài cái thì có. Chứ ông bạo lực gia đình. Trời ơi. Bạo lực gia đình. Thiệt luôn hả? Quấn không luôn hả? Tức lắm. Bây giờ bé hỏi Út Mập nè. Đâu có làm gì đâu mà bạo lực tôi. Bây giờ bé hỏi Út Mập nè, ví dụ mình cãi nhau, chồng bé có một cái tật xấu kinh khủng khiếp xấu là chọc tức người khác. Bình thường đó là hiền, nhưng một khi tới cái vấn đề mà cãi nhau là sẽ làm mình tức điên lên luôn á. Nhưng mà chồng bé thấy bé càng tức càng khoái, chọc thêm nữa, chọc thêm, đổ dầu vô lửa. Đúng, cho bé tức. Chừng nào mà bé tức quá bé chịu không nổi nữa rồi, trời ơi, mà mình không quấn. Cái xong biết chồng bé nói sao, giải ngứa đã quá. Nhưng mà từ đó giờ hai chồng cái nào mà bạo lực đánh nhau cái nào đó, rồi anh đánh chị cái nào không chị? Có luôn, hỏi thiệt nha chứ không có giỡn nha. Ai đánh ai? Ảnh đánh tôi. Đánh hồi nào? Sao? Ảnh đánh tôi sau khi tôi đánh ảnh. Mình cứ bị áp lực với cái người ngoài, họ cứ nói mình là tại sao chồng mình ốm, mình thì mập, thì ăn cái gì bác ăn cái đó. Mà ông không ăn nổi đúng không? Nhưng mà cái khẩu vị của hai vợ chồng là khác nhau, chỉ hợp nhau ở cái phần là ví dụ như cơm canh này nọ. Những cái món mà chị thích, ví dụ như những cái món mà mang tính chất hơi ngọt giống như mang tính sữa nè, béo nè, rồi mình ăn pizza, mình ăn những cái món thức ăn nhanh. Chị với con chị rất là thích ăn cái đó, mà những cái lúc đó anh không thích ăn, mà anh đi với mình anh cứ gì người mà người ở dưới đồng mà họ không có quen ăn cái đó, cứ bắt ăn mà nhỏ ăn nhỏ ngồi nhỏ èo cái bắt đầu giận. Bà Tiền mới hay giận lắm, bà giận cái bắt đầu cái chiến tranh lạnh, bắt đầu cái chồng nói gì cái bắt đầu ngắt nhéo.
thì nói chung là tức quá thì em đừng làm như vậy đó, ảnh làm vậy đó. Ê, đánh đau quá vậy đó. Chị ép ảnh ăn rồi nhiều khi chị tức chị ngắt ngắt ảnh cái ảnh tức nên ảnh đánh chị. Cái ngày đầu tiên mà tôi quen ảnh là tôi dắt ảnh vô một nhà hàng thức ăn nhanh mà ảnh lúa tới mức độ mà ảnh không biết order luôn. Ảnh ngồi nhìn nè bà nội, ủa sao anh không đi, ủa vậy hả, kêu đồ ăn hả, hỏi anh ăn cái gì, thôi em ăn gì anh ăn cái đó. Đó cha nội này cha keo dễ sợ không biết quỷ nữa sao, cái đi vô order xong cái bưng ra cái quỷ nhìn hoài luôn, ổng nhìn hoài ổng không ăn. Nó ủa sao không ăn đi, không biết cái gì để ăn trước, ủa gì ăn nào chứ, muốn ăn gì trước ăn hả. Mà order 3 phần rồi tôi ăn 2 phần, không ăn 1 phần. Thấy thương dễ sợ mà. Dù nhiều khi cái đó bây giờ là cái đáng thương, cái thấy thương của chị á, yêu nhau là nhờ cái đó đó. Có những lúc nha, quan sát mình rất kỹ. Có những lúc là làm những cái chuyện mà mình nghĩ là không bao giờ anh làm. Nhưng mà có những bữa chay lười, tôi nói nhiều khi cọc lắm, kêu chứ đi xuống rồi coi coi chừng chơi với con đi, để mình làm công chuyện, mình xếp đồ mai mình đi quay. Để nhỏ bu bu theo mình hoài à, để mình cứ la la xong ấy. Sao em la con hoài, nó giờ con nó bu em hoài em phải la chứ, những cái chuyện nhỏ nhặt trong gia đình thôi. Ờ, có đứa con mà lo không được, lo không được anh lên đây anh lo đi. Em nói vậy em nghe được hả? Là hai chồng chiến tranh của mình gây lộn với nhau. Là cái những lần gây lộn thôi đúng không? Còn những lần nào mình thấy cái hành động của anh mà làm chị nhớ mãi. Nói chung là ổng là có đàn ông mà rượu vô là lời ra, nói những cái lời thật lòng mà chị rất là thích ảnh nịnh chị. Rồi sao nữa? Khen đẹp. Khen đẹp. Đẹp, ổng khen đẹp nha. Anh nói thiệt với em luôn, từ đó tới giờ anh chưa bao giờ mà có một cái người yêu nào mà nói người ta dùng từ bóp lửa, tôi nghe tôi muốn ói. Ủa anh Tám dùng những cái từ rất là chân phương, bóc lửa hả? Là nói về tiền bóc lửa đúng không? Trời ơi, ổng dí mình sao ta? Sexy. Không, ổng không có biết từ sexy không, đâu, ổng làm từ sexy. Cái gì, ổng ghi gì ta? Bén. Nửng mỡ. Không chụp phải. Cái gì? Bậy. Nói chung là ổng khen từ cái chân mình lên là cái chân em từ dưới nó nhỏ lên vậy nó bự. Nói chung là đó giờ ổng là một cái hình tượng rất là đẹp, hiểu không? Rồi từ cái ngấn mỡ cũng vậy. Là ổng cũng khen luôn. Khen luôn. Đây nè, để kể cho nghe, tôi mê trai lắm. Ổng nhậu xỉn rồi, cái mình chở ổng từ ở trong nhà bạn ổng đi ra. Thì lúc nào vậy, ổng nó ốm mà hỏi mấy ca coi. Xịn hả? Ẩm về nhà luôn. Chị ẩm luôn hả? Đúng rồi, chị chở ẩm hỏi sau lưng ngay. Nhưng mà em mới nghĩ sao vậy? Chị người đàn bà mạnh mẽ. Để ảnh gì mình ngồi mình chạy mình ôm tay ảnh, giờ sợ ảnh té ruộng chứ. Chở vậy nè. Chở con đi học về dễ thương. Thì nó cưng lắm mà, giống như con trong tình trạng ngất xỉu. Không, ông ngồi cái rờ ngấn mỡ một hồi đó mỡ nhỏ hơn giờ. Chứ gặp như giờ là ảnh thương nữa rồi. Quá trời. Rờ ngấn mỡ nha. Rờ cái tay ổng dính ngay ngấn mỡ như cái xích neo á chị, không xúc ra được. Cái này mình nói hơi bậy chứ nhiều khi người ta nựng những cái chỗ khác, còn ổng là nựng ngấn mỡ là ổng vui rồi đó. Đó, anh thích này nè. Trời, cái này quyến rũ lắm, cái này đối mỗi lần anh rờ với này anh bị kích thích. Mỗi lần anh rờ với này anh bị kích thích. Ổng bị vậy đó. Bồ của ông đó giờ là múp múp tròn tròn, không cỡ như mấy ca là không được vô luôn. Không được vô top à? Đúng rồi. Cái đó cái đáng yêu không? Mà không biết là trong cái đó có cái nội tình gì không? Mà tôi ăn cái gì ông cũng không có cấm nha. Thiệt thương quá, muốn ăn gì ăn. Bây giờ mình mập nhiều á, mình thấy là đôi khi mình cũng bị nặng nề. Mình cũng muốn là mình giảm cân và mình sử dụng những cái liệu pháp để mà hỗ trợ mình. Chứ bây giờ tới cái tuổi này là tự giảm cân làm sao mà giảm được mà nhiều. Cái nó là em không có được đụng cái gì vô người em hết, sợ ảnh hưởng sức khỏe. Dạ, thương chị quá rồi. Ừ, có mập sao cũng được. Nhưng mà đôi khi nào hành động nào mà làm cho chị buồn không? Có, vụ đẻ rồi bực. Đẻ nữa hả? Vụ em ơi, mà chị không thích hả? Không phải là không thích, con nít thì ai không thích. Nhưng mà với điều kiện hai vợ chồng ở xa như vậy, bản thân chị một mình vừa phải lo hai đứa con, rồi phải vừa đi làm. Làm sao mà không đi làm được, đúng không? Sức khỏe đâu mình thật sự là không cho phép. Ủa còn Mai Ca, là người ta đồn em là ăn hiếp chồng. Mọi người bớt đồn giùm em rồi. Mọi người, em là một người phụ nữ. Em nói anh nghe nè, yêu em anh có thiệt gì không? Công dung ngôn hạnh em có đủ, tình yêu với anh luôn là bất hữu đó. Em là người phụ nữ như vậy đó mọi người. Mà nãy chồng đọc rap không đó chứ không có thằng gì. Đến tận bây giờ luôn, có gì mà có gì làm Mai Ca phiền lòng không? Không, em chỉ cảm thấy là em mới là người làm cho ảnh buồn. Kiểu vậy, như bé bị thương ba quá á. Nên lúc nào bé cũng ở bên cạnh ba bé. Bé làm, bé phụ họ. À, vì gia đình. Quên cái danh nhỏ của mình đúng không? Nhưng mà chồng em cũng thương em vì các em có hiếu. Nhưng mà đôi khi em có hiếu hơi bị lố á. Trong cái cuộc hôn nhân này thì em thấy ảnh thương em nhiều hơn chứ. Ảnh lấy bé là ảnh chấp nhận qua nhà bé ở rể luôn. Mặc dù nhà bé với nhà ảnh gần xịt nhau cách nhau có mấy căn chứ mấy. Đó, để cho bé ở gần ba bé. Nói chung là thương. Thương lắm.
Đây nè, nói một cái này luôn nha. Có ai mà lấy chồng rồi á mà cho tới giờ phút này 5 năm rồi, ngày nào anh cũng trét em bánh răng nha. Trời đúng rồi. Trời, cái đó cái hành động nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa nó to lớn đúng không? Trời quan tâm lắm luôn á. Ủa chị ơi, người ta xong rồi bây giờ chị mới chế cái gì chị Tiền? Thì mai cắt. Ủa đó, em làm xong rồi hả? Em xong rồi nè. Trời ơi, bởi chị nhiều chuyện quá bây giờ chị. Chị khổ tâm quá mà, chị đang kể về cái mối tình buồn nhưng mà không buồn. Không buồn. Đâu mối tình của ông mập bé cười quá trời luôn, bé cười mệt mỏi luôn mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là thú vị, cười mệt mỏi luôn, đó chính là phần hương vị hôn nhân. Ba hũ này là sẽ ba mùi khác nhau. Rồi lựa đi. Tên 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 tên. Ủa làm vậy chi vậy? Tên. Không, xào xào qua xào lại đi cho người ta lấy hình thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Cái kiểu MC là MC xào xáo. MC xào xáo. Rồi chị Tiền chọn đi. Chị ngồi chị sớm, chị thích bông đi. Thích bông. Rồi mời chị. Còn Mika. Em chọn cái này màu tím. Màu tím. Rồi bây giờ mình hửi và cảm nhận nha. Xin mời chị Tuyền đầu tiên ạ. Sao vậy cuộc tình chị mà sao chị chấm mắt, chị thở dài vậy nó chị? Nó thơm quá em. À nó thơm quá hả? Thơm thơm. À. Cái này nó cảm giác thư thái nè. Nó nhẹ nhàng. Hơi mát mát. Làm chị nhớ đến giai đoạn mới yêu. Mới yêu sao nè? Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, rồi lúc hết yêu thật vui biết bao nhiêu. Ủa? Hay các bạn. Thật vui vậy. Nói chứ cái mối tình của chị và anh ấy là một mối tình đẹp. Mày rồi, không phải béo luôn. Cái tôi sai. Cái củ của Mai Ca. Dè dè dè. Sao cuộc tình em mà giật giật lỗ mũi vậy? Tại cái lỗ mũi rộng quá. Cái mùi này nó thiền quá. Đúng rồi, đúng rồi. Có mùi nhang trong này. Đó, nghe mùi nhang rồi đó. Nhầm. Tại sao người ta không nói chữ mùi trầm mà dùng từ mùi nhang đó? Thì nghe nó thiền thiền đúng không? Đúng đó. Sao cái khoảng thời gian cuộc hôn nhân của bạn có khúc nào nó thiền thiền như vậy không? Nói chung là có khi mà hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, mỗi người một nơi, mỗi người một góc, tịnh tâm lại suy nghĩ về những cái mình trải qua, suy nghĩ những cái cãi vã, suy nghĩ những cái hạnh phúc là cái này nè, đúng không? Đúng. Nghe nó thiền thiền đúng không? Đúng. Có những cái tính của chồng ấy là không thể nào chấp nhận được luôn. Giống như em nói là gì, hay chọc ghẹo. Chọc ghẹo mà chọc ngay á, trời ngay kinh khủng khiếp luôn. Chọc cho tức chết á. Nhiều khi mình đi làm gì mình mệt, mình quạo mà ổng ngay mà kiểu nó thẳng là ngay vô duyên á, ngay ngay muốn đụng vô mặt á. Ngay mà cọc có đúng không? Ngay mà cọc luôn á. Nhưng mà nghĩ lại thì sao? Ngoại trừ tại vì ảnh ngay là tại vì sao? Muốn thương, muốn chọc cho mình vui, cho mình khỏe thôi. Nhưng mà đâu ai ngờ được. Hơi bị dung dí. Không ngờ được là con vợ mình nó trái tính thế nữa. Nó không có giống người bình thường. Ủa sao phản vậy? Ứng ngược, nó bị phản ứng ngược đó. Dạ nãy giờ thì em cứ thu thập những cái thông tin của những chị Tuyền cũng như là chị Mai Ca. Nhiều khi mà cái miệng nói vậy thôi chứ mà thật sự bên trong nó lại khác. Bây giờ có một cái phần rất là hấp dẫn là tập trung không ạ? Ủa chưa hết nữa hả? Chương trình dài quá vậy? Dạ dài đó mà dài mà tâm sự vui vẻ muốn chết. Ủa đang làm mà. Mình đừng có nghĩ là mình đi quay chương trình. Ngày hôm nay chị em mình hàn huyên tâm sự với nhau. Được rồi, hàn huyên mà cả tỷ người biết. Chia sẻ bí quyết hôn nhân. Bây giờ sẽ phần thử lòng nha. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ một câu chuyện gì đó. Giật gân lên. Coi phản ứng của ảnh như thế nào. Vô. Sao rung vậy? Mặt hèn vậy. Tôi điện nha mọi người. Ồn bên đây quá người ta. Đừng không có bị diễn nha. Thoại đời chồng thôi, vợ chồng thôi. Ừ anh nghe em ơi. Chồng hả? Ừ. Đang làm cái gì vậy? Đang đi qua chỗ bên cái chị gửi xe hỏi cái ông bà gác ổng có gửi xe đi không á mà. Ừ. Chưa có chở cái tủ lạnh đúng không? Ừ. Bây giờ nói nghe đây nè. Gì? Em trúng độc đắc. Cái mà mới dò được ở trên này nè. Ừ. Bây giờ tại nãy em đi ráp, em không có đi xe nhà, em sợ không có chỗ để xe. Em đi xe máy thì em sợ mưa, đúng không? Bây giờ về mà giờ không biết là đi đổi liền hay là để chừng nào đổi đi nữa. Giờ sao? Ừ, giờ đi về đi tính. Về rồi tối sẽ đổi em nội, hôm nay chủ nhật. Ngày mai nữa lại ngày với em được không? Đi về thì tính bình thường giờ chưa biết. Để tại hứa đồ tao biết sao đây. Để về thì tính giờ làm xong chưa? Nói thiệt luôn á, làm chưa có xong, đang đi toilet. Ngồi cho mình trong đây nói chuyện thoại với anh nè. Mà rung bây giờ thì cái trúng xong giờ rung không đi nổi luôn á. Rồi kỹ bình tĩnh. Thiệt
tay chân lạnh ngắt. Bây giờ đi thì tôi đi không nổi luôn á. Và mình lên rước đi. Đâu đó là chuyện bình thường mà. Bình tĩnh. Còn cứ ấy đi, còn không muốn đi rước thì đi gì đó. Để thôi, để quay xong đi em gọi điện cho anh nha. Nha nha, để quay cái nha. Trời ơi. Sao chồng tôi dễ dãi quá. Dễ dãi hiền quá, trúng động đất mà không hỏi nhiêu tiền nha. Động đất thì biết 2 tỷ đó, 10% tiền thuế rồi. Ủa vậy hả? Mà không hỏi tới là sao vô tâm tiền, là tiền bạc là phù du hả? Vấn đề ở đây là ảnh rất là tin tưởng chị. Cái phần tiền không làm được là ông gửi chị hết. Làm ê mà họ thái độ ông không vui ha. Cái kiểu mà bình chân như vậy ảnh rất là tỉnh đó em. Thôi bây giờ là Mai Ca nè. Hả? Giờ tới em đó. Giờ em nói gì giờ? Em nói bị giật đồ, em té, em đập đầu. Ôi bậy. Không. Chồng bé không tin. Ủa vậy luôn phải hả? Bị giật cái vỏ rồi, mất hết điện thoại rồi, lấy số điện thoại của Lâm nè. Vậy là bé phải diễn dữ lắm á. Anh lấy số điện thoại rồi, điện cho anh đi. Nè, lấy máy anh ơi, em bị mất cái vỏ rồi, mất hết giấy tờ rồi. Bây giờ em không biết như thế nào, em đang quán loạn quá rồi. Bây giờ em không còn khả năng cầm nắm nữa. Soạn văn nha. Buồn làm chim ơi. Lệ an ủi khi bị giật vỏ đó. Alo. Alo. Alo anh hả? À. Em nè. À sao? Em bị giật mất cái vỏ rồi. Đây ở đâu? Em mới vừa đi quay ra nè. Mà sao lại giật được? Ở cái chỗ quay nó không có chỗ đậu xe hơi. Xong cái em nhờ con Linh nó chở em đi bằng ông Đa em. Nó giật mất tiêu cái vỏ của em luôn. Mà trong đó toàn là tiền nhà hàng của ba Long em để ông chồng á. Trời ơi. Bây giờ cái vỏ đã mà bao nhiêu tiền? Hả? Hả? Mà cái vỏ bao nhiêu tiền? Em không biết nữa, tại tiền nhà hàng mấy ngày em chưa có đếm. Ủa trên tầm lên chưa giờ anh đang ở đâu? Em đang ở chỗ quay, mới vừa từ chỗ quay em bước ra à. Chết. Mà em quay ở đâu? Em quay ở đây là ở đâu em cũng không biết luôn đó. Nó giật cái vỏ em giật là không có được, nó kéo em đi một đoạn luôn á. Rồi ý là bây giờ em đang ở đâu để anh biết tình trạng ra. Em đang ở cái gì ở đây 45 Phạm Ngũ Lão chị ơi. Ở Phạm Ngũ Lão 45 hả? Dạ 45. Ê chị ơi đi cấp cứu đi, cái tay chị vậy nó bị lồi cái gân này chị ơi. Alo, giờ sao đây? Rồi em đứng đi, để anh chạy ra. Người ta tin, người ta thương muốn chết. Kìa. Ê, điện ổng cái đi. Điện, kêu anh ơi đừng ra, em giỡn nó. Nghe buồn. Alo, chồng ơi. Chồng đi chưa? Giờ đi nè. Thôi, chồng đừng đi, nãy giờ vợ giỡn á. Trời. Vợ đang quay chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Nãy giờ những cái câu chồng nói là bị biết biết mấy lần rồi nha. Trời ơi. Hả? Biết chút nữa anh dắt xe ra nè. Thôi ở nhà đi, ở nhà với ba đi, lát nữa vợ về nha. Cái này là do biên tập thôi em ơi. Không phải là do vợ đâu nha chồng. Đúng rồi, nó mắc nói gì nó mới trả tiền nha anh ơi. Tối về đây bà chắc quốc nó. Chồng ơi chồng. Trời cảm ơn anh rất là nhiều. Bye bye chồng. Hỏi quý vị ơi, thiệt sự luôn, Mai Ca nói cuộc sống này và hạnh phúc ban đầu nó trội, chắc bà này bà làm sao bà ca ngợi cuộc hôn nhân của bà đúng không, nhưng mà sau khi nghe cái này là thấy trời ơi, một người đàn ông quá thương. Ê tôi chết rồi, tôi chưa có nói với chồng tôi giả bộ. Lát giả bộ tiền đâu. Đè là quýnh ông đè, ông bắt đầu ông lên dự án là ông mua đất làm sao. Trời ơi lẽ đi, cái chừng ông đi mua vàng mua đồ. Ôi nhiều khi anh đi mượn nợ. Bây giờ nói ra bi kịch, nhất là bây giờ nói là anh không tin, nhưng anh suy nghĩ xấu liền. Trộn vợ mình giấu tiền riêng. Giết tiền riêng. Thôi mọi người làm chứng cho tôi đi, tôi đau khổ quá, tôi phải gọi. Rồi chết rồi. Rồi ông chồng tôi cũng hay bíp sạn lắm. Trời tôi không ngờ chồng tôi bữa nay bíp. Chồng ơi. Rồi. Về chưa, về nhà chưa? Chưa, nói đi. Nãy giờ nói chơi chứ không có trúng số nha chị ba. B
biết không? Cái này là ở bên chương trình kêu là gọi điện nói những cái tình huống bất ngờ cho chồng mà nãy em tính nói là em có bồ mà em sợ chồng ghen thiệt. Nói vụ trúng số. Úc Mập đừng có xạo quá, Úc Mập đừng có vậy tính xấu quá. Có trúng thì nói với ảnh đi, để cho ảnh vui, đừng có như vậy. Em trúng rồi nhưng mà lát về cầu gió cho em nha. Ở đây mọi người nói anh nghe tin không có trúng số thiệt, anh buồn kìa. Mà có buồn không? Không, anh bình thường mà. Đó, giọng cũng giống nãy rồi. Mà em hỏi anh có yêu em không? Có. Có cái gì? Có cái gì? Ôi, anh hỏi chỗ đó, đang nói chuyện đông người kì. Anh ơi. Vậy? Em mở là nhỏ nữa, giờ hôn em cái được không? Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, rớt nước mắt thiệt, trời ai cũng dễ thương á, ông nào cũng dễ thương á. Trời ơi, nếu mà chồng bé mà bé kêu anh thôi, anh có yêu hôn là biết. Bíp, 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 bíp. Trời ơi, bíp, 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 bíp. Ủa kỳ vậy? Chửi mặt liền. Có kỳ vậy? Hay là anh này thích hành động, anh không thích bằng lời nói? Tiền vui, nó thiệt tiền. Ok, vậy là tại vì cái mối quan hệ vợ chồng người ta được ở gần, còn chị là ở xa. Vận dụng lời nói là nhiều nhất nên cái lời nói nó rất dễ thương, đúng không? Cảm ơn chị Tuyền quá, cảm ơn Mika.